Đặc biệt cũng vào dịp này, du khách còn có thể check in tại bãi cọ được người dân nơi đây ví như là bãi cọc bạch đằng. Bãi cọ này chỉ hiện ra trên lòng hồ vào tháng 1 đến tháng 5 khi nước trên mặt hồ thủy điện xuống thấp. Nếu đi vào thời điểm khác, du khách sẽ không thể thấy được khung cảnh thú vị như thế này. Hôm nay đến với khu vực này thì tôi có thêm một cái ý tưởng có thể là gợi mở cho các cái du khách đến đây. Đó là chúng ta có thể đến đây để tham gia các cái buổi cắm trại. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị và chắc chắn là các bạn sẽ có một những lưu được những bức hành rất là đẹp. Theo chia sẻ của những người dân nơi đây, bãi cọ này cả năm chủ yếu ngập trong nước, chỉ hiện ra khi mực nước tại lòng hồ thủy điện này rút xuống. Đó chính là lý do vì sao người ta gọi đây là bãi cọc bạch đằng, bởi những thân cây cọ cao, thẳng đứng như những chiếc cọc chĩa thẳng lên không trung. Điểm đặc biệt này khiến du khách không khỏi mê mẩn và thích thú. Tôi thấy cái bãi cọ này rất hay, rất là ấn tượng. Mặc dù nó theo mùa và rất là hay nên theo mùa theo mùa thì mới là, là gây ấn tượng du khách nếu mà à, quanh năm thì nó sẽ cảm thấy là bình thường nhưng mà riêng với cái bãi cọ này thì à, rất là hay đó là, là chắc có lẽ là chưa có cái chưa có chỗ nào như thế này mà không có cái giống như là không có cái à, cái trùng lắp